Hành lý một con iPhone 12 64GB em bán cho người con này với giá chỉ có 4 triệu 8 thôi nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường và máy full chức năng rồi, pin zin á là còn 93% luôn. Con này hu khách nè. Nói chung thì bên em á là có hu cũ đời mới rồi. Rồi, em sẽ lên cho người thêm một con hành lý nữa nè. Zphone 4, con này 10 triệu 800.000đ. Đó, Zphone 4 10 triệu 800.000đ. Con này bản 2 SIM chính hãng và được máy full chức năng không lỗi gì hết, màn hình sáng đẹp không ám mố luôn nha. Rồi, mấy con này mọi người mua trả góp nè, đưa trước 500.000đ thôi là nhận máy luôn. Hôm nay cũng về được một số dòng máy nè. Đây là một con Zphone 4 bản Mỹ 13950, máy đẹp. iPhone XR Note 10 Plus, S22 Plus, con này giá tốt rồi. Con này có 7.950 à. S22 Plus. Đó, Geno 8T, mấy con này bản chính hãng nè. Đây, mấy con này là bản chính hãng. Rồi, và một số dòng máy khác nha. 12 Pro Max thì bên em vẫn còn. Đây, 12 Pro Max 11.850. 11 Pro Max thì bên em đang làm chương trình chỉ có là 7.650 thôi người. 7.688.000 thôi nha. 11 Pro Max 64GB quốc tế người, máy gì hết nha, không đổi gì hết. Rồi, mọi người lưu ý nha. Đây, cái số tài khoản của em nè, em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi. Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168569, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Cái nào like em cũng có nói trước hết rồi người. Mọi người lưu ý nha, chỉ có một số tài khoản Vietcombank thôi nha. Ok. Bây giờ sẽ lên cái con đầu tiên. Là một con iPhone 12, hay là một con iPhone 12 64GB, mọi chức năng đều hoạt động bình thường, để em chỉnh có tiếng Việt cho người xem. Đây. Này chỉnh có tiếng Việt cái. Tại mới kích quạt lên á. Con này hú khách mọi người. Đó, khách đổi lên 12 Pro Max. Thì bản lệ, con này thứ nhất á là zin hết mọi người. Đây, 12 Pro 64GB, màn hình zin nha, có chu tông luôn. Ok chưa? Và mọi chức năng đều hoạt động bình thường nè. Pin con này sẽ là pin zin, còn 83%. Đó, em check rồi. Tại vì những con máy hú khách á là bên em bung hết mọi người. Đó, bên em phải bung kiểm tra hết để biết đầu vào chất lượng như thế nào. Camera F1 nè. Đây, F1, góc rộng, selfie. Ok chưa? Màn hình gà, màn hình zin, cảm ứng ok hết. Rồi, tình trạng con máy này chỉ có thứ nhất á là biết bị cho mọi người. Đây, cho mọi người xem nè. Có đúng một con thôi. Này, khóa mạng nè, SIM bị khóa. Thì bữa nay sẽ tặng mọi người một cái miếng SIM ghép. Cái miếng SIM ghép thì nó sẽ như vậy mọi người. Đây, em đang có cầm trên đây nè. Đây. Dạ. Hơi cứng. Là cái miếng SIM ghép của nó nè. Đó. Em tặng mọi người cái miếng SIM ghép chỉ cần 30 giây thôi là mọi người có sóng nha. Tại vì cái hàng mà kinh doanh máy lóc á thì bên em không kinh doanh. Khu khách đó thì hỗ trợ khách là lên đời thôi. Đó, lâu lâu em có một con em bán giá rẻ luôn. Có 4 triệu 8 mà em đang thấy thị trường đang bán là 5 triệu mấy đó người. Đó, em hu rẻ bán rẻ luôn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. 4 triệu 800 nghìn. Mọi chức năng được trong bình thường, tặng mọi người cái miếng SIM ghép luôn. Về khoảng 30 giây là có sóng nha. Đó, ok mọi người. Tiếp tục nha mọi người ơi. Chắc hôm nay mọi người đi chơi lễ hết rồi nên ít người coi á. Bên em sẽ nghỉ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, 2 tháng 5 bên em làm lại nha mọi người. Rồi. 11 Pro Max hả? 11 Pro Max thì bên em vẫn còn. 11 Pro Max 64GB nè. Đây, 11 Pro Max 64GB quốc tế nha. Pin á là 85 cho đến 89 sẽ là 7.688.000. Còn con này pin 100% nè, mọi người không? Pin 100% nè. Đó, pin 2 mới thì có bán giá là 7.988.000 là còn 300.000 á. 11 Pro Max 64GB. Ok chưa? Đó, đang làm chương trình con này mọi người. Giá con này quá rẻ mọi người, thật sự là vậy nha. Con này zin hết, không lỗi gì hết người. Máy zin nha. Con này có màu đen, màu xanh, màu trắng, em có được 3 màu thôi. Ok nha mọi người, góc rộng nè, F1, F2 nè, selfie nè. Đó, zin hết nha. 7.688.000, trả góp hay đưa trước 500.000, 200.000 cũng được nữa. Em lên tiếp cho mọi người một con hành lý nữa. Một con Zphone 4. Đây, một con Zphone 4 này á thì nó không lỗi gì hết. Hai SIM mà em bán con này bản Việt Nam luôn nha. 10.800, 256GB, hai SIM. Ok chưa? RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Đó. Màn hình là sáng đẹp nha, không mắm mố, không lưu ảnh và không bị đớm. Này, không mắm, không đớm, không lưu ảnh, không bị gì hết. Nói chung là không lỗi gì hết. Đó. Ok chưa? Rồi, tình trạng con máy này nè, ngoại hình nè. Ngoại hình cũng còn rất ổn nha. Đó, nó chỉ bị nhăm ở đây nè. Nó bị cứng đây nè, không? Đó, nói chung ngoại hình con này chắc em đánh khoảng 95-96% đó. Thì em bán con này với giá là 10.800.000, chỉ có ngoại hình ở khoảng 95-96 thôi. Đó, 10.800.000. Và giá này em bán là bảo hành 3 tới 7 ngày, lỗi là trả tiền. Còn con này em bảo hành cho người là 3 tháng và đó 1 nè. Con này Zphone bản 2 SIM, còn bản Mỹ là được 2 SIM nha người. Con này em cũng hu khách luôn. Còn dữ liệu nè, thì thường là hu khách á là bên em sẽ để là 1 ngày. Để coi khách có cần truyền dữ liệu thì ngày mai bên em vẫn truyền lại được. Đó, qua ngày mai thì em sẽ reset lại chân trắng. Zphone 4 bản 2 SIM, con này là bản Mỹ nha. 1 e SIM, 1 xử lý mọi người. RAM 12 và 256GB. Ok chưa? Con máy này máy đẹp nè. 13 triệu
950.000. Đó, 13.950. Ok chưa mọi người? Máy đẹp nha. Nhấp phone 4. Đây. Ok. Trả góp thì đưa trước giúp em khoảng 500.000 là được đó nha. Là những máy luôn mọi người. Góp thì bên em sẽ có nhiều ngân hàng tài chính cho mọi người lựa chọn. HD Mira MC. Đó. HD Mira MC, HD Mira MC với Homegrid. Đó. Rồi. Tiếp tục em sẽ lên cho mọi người là 12 Pro Max hả? 12 Pro Max em vẫn còn nha mọi người ơi. 12 Pro Max 128GB nè. Đây, 12 Pro Max 128GB. Em đang bán với giá là 11.850. Đó. 11.850. Đây, 128GB quốc tế nha. Pin 100% á thì cộng với em là 350 là 12.200 là 12 Pro Max chứ. 12 Pro Max 128GB. Pin 8X là 11.850, còn pin 100% nè. Đây, con này pin 100% nè, 12.200. Trả góp thì đưa trước giúp em 500.000 là những máy luôn. Em có màu đen, màu trắng, màu vàng, màu xanh. Đó, hình như còn được có mấy con à. Máy này thì 12 Pro Max lên giá. Hay bây giờ nhập giá cũ thì cứ để giá cũ mọi người. Đó. Còn khi nào lên giá nữa thì em sẽ nâng lên, còn xuống giá sẽ xuống giá theo. Vậy nha. Rồi, iPhone 13 thì em vẫn còn nha. 13 hiện tại bên em đang bán với giá là 9.850, 64GB quốc tế nha mọi người. iPhone 13 nè, 128GB nè, quốc tế nè. Đó, pin từ 85 cho đến pin 89, lâu lâu thì được con pin 93 thì em vẫn đồng giá bán luôn, 9.850. Chỉ có pin 2 mới là cộng 2.350 thôi. Đó, pin 2 mới là cộng 2.350. Còn con này là 256GB pin 98 nè. Này. 256GB pin 98 nè. Đó. Này. 13 bạn giúp bên Singapore con này 256GB quốc tế nha. Pin là còn 98%. Đó. Giá bán con này là sẽ là 10.750.000. Đó, 10.750.000, con này giá tốt mọi người. Tiếp tục em sẽ lên cho mọi người là 13 Pro Max 512GB. 13 Pro Max 512GB em sẽ bán với giá là 16.750, pin 8X nha, 85 cho pin 89. 13 Pro Max nè, 512GB quốc tế rồi. Đó, con này trả góp mọi người đưa trước giúp em á là khoảng 1.500.000 là nhận máy luôn nha, 13 Pro Max. Rồi. Còn cuối cùng sẽ là 12 Pro nè. 12 Pro 128GB em bán với giá là 8.950. Đây. 12 Pro 128GB quốc tế nha. Đó, pin 8X là 8.950, 12 Pro. Ok. Tiếp tục sẽ là một con người là một con LG Velvet nha. Nó nhầm, LG V60 mọi người, con này 3.300.000. Con này hưu của khách. Con này thì sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip Snapdragon á là 865. Đó, màn hình 6.8 inch, có chân tay trong màn. Con này thì cũng rất là ngon mọi người. Huyền thoại một thời, thật sự là vậy, con này đó rất là bán chạy. Con này thì bản Mỹ, thì bản Mỹ mấy con này nó sẽ có là tiếng Việt luôn. Còn bản Nhật là phải chạy tiếng Việt nha. Con này gốc là có tiếng Việt luôn. Ok chưa? LG V60 hình quy 5G. Rồi, RAM 8.128. Con này bán với giá là 3.350. 3.350 nha mọi người. LG V60. Tiếp tục sẽ là một con iPhone X, con này pin 100. Này. iPhone X pin 164GB. Này pin 100 nè, pin 2 mới nè. iPhone X bản Việt Nam luôn mọi người. VN sang A. 64GB quốc tế nha. Giá bán là 3.900 thôi. 3.900 mọi người. Đó. iPhone XR 128GB, pin zin là còn 84. Đây. iPhone XR, con này bản hàng 128GB quốc tế nha. Bản hàng là không bao giờ có máy lóc. Pin zin 84, giá bán là 4.750, màu trắng, rất là đẹp. Được không? Rất là đẹp nha. Rồi, tiếp tục là lần trước em có mua một con máy tại cửa hàng trả góp đưa trước 10% hả? Mua là trả góp 500. Có mọi người mua trả góp là phải bắt buộc phải đến cửa hàng nha. Đó, bắt buộc phải đến trực tiếp cửa hàng bên em mới làm hồ sơ được. Còn trả góp 10% hay là 500.000 nó có đó có nhiều ngân hàng. Sẽ có ngân hàng là không cần trả trước nè, có ngân hàng trả trước 500.000 nè, có ngân hàng trả trước là 10% nè, tại vì bên em có 4 ngân hàng lận. Đó, 4 ngân hàng lận. Rồi, nó chỉ có vậy thôi mọi người. iPhone 8 64GB quốc tế nha. Pin con này sẽ là 87. Đó, giá bán là 2.650. 2.650. Samsung M23. Đây. Samsung M23. Pin 5000 đây. M23 5G nha. Đó, nếu mà bản hàng sẽ ghi là Samsung Galaxy Buddy nè, Buddy 2 nè. RAM con này sẽ là RAM 4 128GB.
màn hình con này sẽ có tần số quét á là 120Hz. Con này giá tốt, con này thích hợp cho anh chạy Grab công nghệ hay là shipper nè. 2.850.000 thôi, pin 5.000 đó, pin 5.000 mà 120Hz cũng rất là mượt, ok chưa? 2.850.000 rồi, em lên tiếp một khác nha. Dán dùng cái này cái chân coi chừng nó mất. Rồi, iPhone 13 Pro 128GB em đang bán giá là 12.550.000, còn con này pin 100 nè là 12.900, đó là pin 100% nha. 13 Pro tiếp tục sẽ là một con S22 Plus, con này giá tốt mọi người. Nè, S22 Plus con này mình đừng này, con này là bên anh bán rẻ vậy có uy tín không? Bên em là hiện tại á, là bán trên livestream cũng khoảng gần 5 năm rồi đó, nếu mà không uy tín thì chắc chắn là không bán đến bây giờ được đó. Nói chung thì bên em nhập sao thì bán vậy thôi, và bên em chế độ hành thì cũng có 3 tháng 1 đến 1 thôi, em sẽ cộng lãi ít và đáng giá hợp lý không mọi người, chứ không phải là rẻ đâu. Rồi, S22 Plus nha, con này là bản Mỹ 2 SIM, con này cũng là hô khách luôn nè, khách xài ốc lưng cũng bị nhâm hết. RAM 828GB, mấy nay thì khách nghỉ lễ á, nên qua đổi máy rất là nhiều. Con này em sẽ bán là 7.950, tính ra nó gần bằng con S22 thường. S22 Plus là màn hình nó 6.7 inch mọi người, 2 SIM, pin là 4.500 nha, chip 8C1, nó bị nhâm gì thôi, nhưng mà không đáng kể đâu. Không đáng kể đâu không. Rồi, 7.950.000, mấy con này trả góp cũng được nha, trả trước 2-300 gì cũng được hết mọi người. S22 Ultra, con này còn bảo hành tháng 7/2024 nè, máy đẹp keng, còn dán luôn không đó. Này, cái này là khách bán lợi nha, còn siêu viền bên dưới nè đó, lưng á là đã có dán bài bét này, dừng bài bét, cái này phải chùi vệ sinh mới được, chưa háo ra nữa rồi đó. Viền trên thì vẫn còn, con này còn bảo hành tháng 7 nha đó, viền bên hông vẫn còn luôn. Một con máy rất là chất mọi người, đẹp chính chính nha, khách là có dán chống giày mặt trước luôn rồi, 2 SIM chính hãng mọi người. RAM 828GB, màu đen, à màu đỏ mù màu luôn rồi, 11.650.000, con này tính ra con này máy đẹp chính chính, còn siêu việt hết luôn, lột ra là mới tin nha mọi người, lột ra là mới nha, 11.650.000. rồi, lên tiếp còn mẫu khác, Samsung A72, Samsung A72 nha, con này là pin 5.000, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, màn 90Hz, 4.4 triệu, con này bản chính hãng 2 SIM, đó, 4.4 triệu mọi người. À con này S23 nữa hả? Con này như nãy quay rồi phải không ta? Ờ đúng rồi, con này cũng như con nãy. Con này cũng như con nãy, con này có 2.850.000, có 2 con, em có được 2 con. A Quantum 2 này, như con A Quantum 2 nè, mấy con này em nói luôn, A Quantum 2 á, mọi người chơi con này phải chấp nhận chịu nha. A Quantum 2 thì nó sẽ giống một con cái màn hình này á, là nói chung là độ bền nó không có, thật sự là vậy. Độ bền của A Quantum 2 không có. Bên em bán á, là bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành gây nước cưng đến màn hình. Con này thì nó có hay bị sọc màn hình. Đó, em có sao bảo vậy, mọi người thấy hợp lý thì mọi người mua thôi. Tại vì thứ nhất con này á, chạy con chip Snapdragon 855 cộng nha. Đó, A Quantum 2 sẽ là A82. 826 là con này là A825G, tại vì con này bạn đâu có bản chính hãng đâu. Con này pin 4.500 nè. Chip Snapdragon 855 cộng, RAM 628, màn hình 120Hz. Đó. Mọi chức năng bên em bảo hành hết. Không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình, 3.8 triệu, có làm sao bỏ vậy nha. Đó, chấp nhận chơi chấp nhận chịu. Mọi người có thể tham khảo qua mẫu khác, thì nói chung là mỗi máy thì nó sẽ có một cái đặc điểm riêng đó, và em sẽ nói trước cho mọi người vậy đó. Tiếp tục sẽ là một con Note 20 Ultra 5G, phiên bản RAM 12 và 256GB, con này bản hàng sẽ là trả chip 865 cộng, màn 120Hz, pin là 4.500, camera sẽ là zoom á là 50x và độ cảm biến chính sẽ là 108 megapixel. Ok, camera selfie nè đó, ngoại hình 7.850.000 rồi, 7.850.000 đó, 7.850.000 nha. Samsung A71 5G, đây A71 5G, con này là bản hàng sẽ là Samsung A Quantum 2, thì con này A71 5G nó khác với con chính hãng mình á, là con này cái viền của nó nè mọi người, không viền nó là viền thép đó, viền kim loại, còn con chính hãng mà sẽ là viền nhựa. Con này pin 4.500, RAM 828GB, có chân tay trong màn, con này mạnh hơn, 3.2 triệu, cái lưng nó cũng đẹp hơn nữa
Không, 3 triệu 2 nha. Con này chỉ được một sim thôi. Tiếp tục sẽ là một con S21 bản chính hãng Việt Nam. S21 bản chính hãng Việt Nam mọi người. Con này RAM 8 256GB. Không phải là nhầm giá. Con này nhà mà em bán lại mọi người. Rồi. Anh có bán máy dựng không? Con nào dựng sẽ nói trước. Không phải là không có bán. Ví dụ con máy nào ép kính hay vỏ hay là hai men hay là sửa men gì có nói trước. Đó, còn những con máy mà em không có nốt á là máy bình thường, máy gì thích nha. Đó, em bảo hành zin trọn đời. Rồi, giống như một con máy nè, kiếm con máy này như này, con này nè. Mọi người không? Đây. Con này là một con 11 Pro Max 64GB, con này bán giá là 6 triệu 6. 6 triệu 6 rẻ hơn cái con mà em đang bán làm chương trình á, là gần 1 triệu. Thì con này em có là sao nó rẻ hơn, thì em nói luôn. Thứ nhất, con này lưng 2 rồi nè. Đó. Mọi người đâu có biết con nào lưng 2 hay là không 2 đâu. Không? Nhưng mà anh em á là hôn sao là bỏ trước nha. Có hai hết linh kiện sẽ nói trước. Em sẽ lấy một con máy gì cho mọi người xem. Tại vì không có màu xanh, không có màu, không có cái màu màu xanh, màu vàng để cho mọi người phần dung. Nhưng mà cho mọi người xem cái độ mà khích của cái máy với cái lưng. Đó, cái con màu vàng là hai lưng đó mọi người. Em bán là 6 triệu 6, còn là con lập chương trình là 7 triệu 6, 588 coi như là 1 triệu đó. Được không? Cái lưng của nó nè. Lưng hai rồi nè. Không? Con màu vàng lưng hai rồi nhưng mà nó vẫn khích. Nếu mà em bán cho những anh chị nào mà không biết trong nghề chắc chắn là sẽ là không biết là lưng hai là không hai. Đó, người ta mùi người dùng chỉ muốn biết là mua về xài thôi chứ đâu có biết là có hai gì lớn hay linh kiện đâu, chủ yếu là mình có báo không mọi người. Đó, con này đang bán là 6 triệu 6 nữa không. Tình dạng con máy này đó là men zin, màn zin, lưng hai rồi 64GB, con này 7XA 2 sim một lý nha. Và con này pin á là cũng đã hay mới. Đó, pin không sàn cổ nó sẽ báo là linh kiện không ổn định. Em bán là 6 triệu 6. Ok chưa? Còn mọi người muốn máy zin thì 7 triệu 688 nghìn là máy zin. Ok nha. Đó. Mày thích con nào ta? Đến con S21 đi rồi. Con này S21, con này là bản hàng. Bản hàng thì được RAM 8 256 GB rồi. Đó. 4 triệu 7, máy đẹp. 4 triệu 7 máy đẹp. Không. 4 triệu 7 máy đẹp nha. Tiếp tục sẽ là một con iPhone X Max nè. Con này là hai pin rồi 256GB. iPhone X Max 256GB quốc tế nha. Hai pin rồi, con này hô khách luôn. Đó. Và con này có giếng BBS. Cái này mà ngồi lột ra là nó sẽ mới nha mọi người. 6.250. 6.250. Ok. Mọi người mua hàng nhắn tin giúp em nha. Con này em bán xả nè. Con này nhập cao bây giờ và test máy để ý. Samsung A22 5G. Màn hình nó đớm phải quen một xíu đây, không? Con này là RAM 428GB. RAM 428GB. Màn hình con này là 90Hz. Đây. Màn là 90Hz. Giá bán là 1.650, pin 5.000. Đó. Con này là pin 5.000 nha. Ok. Pin 5.000. Mọi người chốt á, mọi người nhắn tin giúp em nha. Tại vì em đang like sẽ có mấy bạn trả lời tin nhắn giúp em. Samsung Galaxy A51, con này 2.2 triệu. Con này RAM 464GB à. Con này là bản hàng. Đó. Bản hàng cũng là viền nhựa thôi, chỉ có A71 5G là viền kim loại thôi. RAM 464GB 2.2 triệu. Tiếp tục em lên vài con máy là ok tiếp. Đây. Moto Razr 2022, con này chip Snapdragon á, tính ra con này nó rẻ hơn con Galaxy. Này, thứ nhất á là con này chip 8 cộng Gen 1 nha. 8 cộng Gen 1 mọi người không? Nó bằng con chip gì ta? Galaxy Flip 5, Galaxy Flip 5, đúng rồi. Galaxy Flip 5 mà tới 8 cộng Gen 1 đúng rồi. Nó sẽ bằng con chip Galaxy Flip 5. Nhưng mà giá này chỉ có 7 triệu 3. Có 7 triệu 3, không? Con này phiên bản là RAM 8 nè. Bộ nhớ là 26GB. Đó, màn hình là màn hình gập. Ok chưa? Màn hình gập. Đó, Motorola Razr 2022 mọi người. Pin con này sẽ là 3001 nha. À, pin 3001. Nói chung thì con này là kiểu là một con máy mà mọi người hết sưu tầm thôi. Chip thì mạnh rồi đó.
chip thì nó mạnh lên đó người, không góc rộng f1 selfie nè. Selfie không, con này bán ba giá là 7.3 triệu, máy full chức năng không lỗi gì hết nha, 7.300.000 đó. Ơi rồi nó thay môn cha, nếu mà bây giờ nói mà lựa một con máy pin châu mà không nóng thì chắc chắn là không có. Vì sao nó thay môn cha? Thứ nhất này em sẽ tư vấn cho anh luôn, nó thay môn cha. Thứ nhất con này pin có 4.500 à, mà bây giờ mấy con đời mới á, sẽ là pin 5.000, và nó cộng thêm một cái á, là màn hình con này nè đó 120Hz nha, rồi thêm một cái nè quá thấp đê cộng là độ phân giải 2+, chắc chắn thì nó sẽ hao pin đó. Mọi người mua mấy con máy mà bây giờ hồi đó mọi người xài mấy con máy như A71, A51 gì đó, mấy con đó thì chức năng ít, chắc chắn là pin nó sẽ không hao đó. Còn mấy con mà mọi người xài mấy con laptop đời cũ này, con này pin 4.500 phải không, pin có 4.500 à. Còn con nó mùa lút, con nó mùa lút không này, con nó mùa lút thì pin nó trâu hơn con nó thay môn cha nha, vì con này màn hình có 60Hz đó, pin con này 4.300 đó. Nó thay một Ultra 2 SIM, con này bản Việt Nam chính hãng nha, máy đẹp 99, 8.8 triệu, 8.8 triệu mọi người đó. Anh Hoang Lê nhắn tin giúp em nha. Rồi lên tiếp một dòng siêu phẩm màn hình vô cực, lúc mới ra con này ghi là màn hình vô cực đó mọi người đó. Màn hình vô cực là sao, con này màn hình tràn viền á, không màn hình cong á. Con sẽ là một con Note 8 bản 2 SIM, con này bản hàng nâng cấp 2 SIM. Mọi người sẽ thấy được hai cái email, hai cái email nó giống nhau là bản hàng đó. RAM của nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ á, sẽ là 64GB đó. Giá bán con này sẽ là 2.450.000, ok chưa, 2.450.000 2 SIM 2.450.000, giá con đó cũng ok đó người. Nhưng mà em nói luôn cái dòng đó pin nó hao lắm nha, pin nó hao lắm nha mọi người. Đây nghe gọi thì chắc tầm khoảng được chưa được ngày đâu. Đây pin con này có 3.300 mà gắn cái màn hình 2+, máy hay pin rồi. Bên em không có bao bên em chỉ bao pin thôi, không có bao app anh ơi. Đó con này là pin 3.500 nữa. Con này Note 10, Note 10 bản hàng nó sẽ được RAM 12GB và được 5G, còn không có 5G nè đó, RAM 12 và 256GB. Con này Note 10 nha, 4.3 triệu màu đa sắc này, 4.3 triệu màu đa sắc đó. Con này cũng vậy luôn, con là 4.5 triệu, con này đẹp 99, con này cũng là bản hàng luôn, đẹp 99 mọi người, con đẹp 99. Còn con này nó mùa lút 5G, con này bản hàng này, phiên bản RAM 12 và 256GB, 5.750, máy đẹp, máy đẹp. À đây có một con, mấy con này giá cũng tốt mọi người, S21 lút 2 SIM nè, à một SIM chứ mọi người, S21 lút 1 SIM bản hàng nè, em có mua được 1-2 con nè. Con này đi mua máy không có mọi người, đây là con S21 lút, S21 lút 5G, RAM 8 256GB, bản hàng thì được 256GB mọi người, 5.350.000 đó, 5.350.000, 256GB. iPhone 13 Pro Max, con này pin Zin 88, 13 Pro Max và con này bản Việt Nam VNSA 128GB đó, 15.200.000, 15.200.000 mọi người. 14 Pro Max em có được thêm một con pin Zin 87, 14 Pro Max, con là bản Mỹ 128GB, 20.200.000, 20.200.000 đó. Còn con là bản Việt Nam chính hãng có hộp, ô con này còn miếng dán thôi, bản Việt Nam chính hãng nha, còn hộp luôn, con này hô khách, pin Zin 88 luôn. Bản Việt Nam thì nó sẽ cao hơn một xíu đó, 128GB quốc tế, 20.950.000. Em nhắn ở Messenger rồi, em trả góp thì nhân viên hỏi hết hàng, tới khi gọi thì bảo còn trên line là sao, anh mua máy gì, sao mua máy hành lý là đa số là chốt trên line không mọi người.
Bên em bán máy cũ thôi anh ơi, không phải bán máy mới đâu. Bên em chỉ bán máy cũ thôi, không có bán máy mới nha. Đây, được mua được mấy con S10 5G nè. S10 5G mấy con này em bán giá tốt, thật sự luôn. Em bán cộng công có 200-300 nghìn. Đó, coi như là công bảo hành. S10 5G nha. Con này là bản trong series S10, con này là ngon nhất. Đó, con này là đầu bảng á. Tại vì bạn không có bán tại thị trường Việt Nam thôi. Thứ nhất là màn hình nó 6,7 inch, RAM 8 hay 256 GB, còn S10 Plus là ngon nhất ở Việt Nam mình. Tại vì sao? Tại vì nó không có, nó chỉ có 6,5 inch thôi, còn nếu bản hàng sẽ là ngon nhất. Là nó pin được 4,5 nè. Đó, có 5G nè. RAM 8 256 nè. Đó, 4.450. Em có một cây màu vàng. Con này về như là hết nhiêu à? Ngày mai chắc chắn sẽ bán được hết. 4.450. Đó, màu đen nữa. Và một con cuối cùng là đa sắc. Đó, màu đa sắc. Ok nha. Đã có được ba con chứ không được bốn con. Bữa giờ được ba con mà thấy mấy anh hỏi quá trời luôn. Mà mấy cái này giờ đâu có nhiều đâu rồi. Oppo A58 nha mọi người, RAM 628 GB, chip Hero G85. 3.6 triệu. 3.6 triệu nha. Oppo Reno 8T 5G đây. RAM 8 256 GB, chip là 695. Giá bán là 4.9 triệu. Em có màu đen đó mọi người. Cái này bản chính hãng thôi. Đó. Bản chính hãng thôi, 4.9 triệu nè. Con này nếu mà sách tay sẽ ghi là Oppo A2X là bản sách tay. Oppo Reno 7X 5G, RAM 8 128 GB, 3.650 luôn. 3.650 luôn. À, đây sẽ là một con Redmi Note 12. Đây. RAM 8 chip là 685. Bộ nhớ 128 GB, màn 120Hz, 3.350. 3.350. Z Fold 5. À, Z Fold 4 512 GB, 15.800. Nó 512 GB, 2 SIM chính hãng nha. Redmi 12S. Này. Chính hãng luôn. Redmi 12S nè. RAM 8 nè, chip Helio G96 nè. Bộ nhớ là 256 GB, màn hình 120Hz. Giá bán là 3.6 triệu. Ủa, con này 90Hz, 120Hz ta. Vô coi thử mọi người. Lâu quá không nhớ rồi. Hiển thị nè. 90Hz thôi rồi. Con này màn hình 90Hz nha, 3.6 triệu. Con này thì Samsung A9 Pro. A9 Pro con này vỏ hơi phẩy. RAM 628 GB, giá bán là 2.2 triệu. A9 Pro. Rồi, anh lấy tiếp một con là 12 Pro Max. Em nói nhầm, iPhone 14 Pro Max 256 GB nha. Con này pin là 87, nó như con này nè, 18.800. Nếu mà máy zin, em sẽ bán là 21.500. Con này em bán là 18.800. Thì con này tình trạng á là zin hết. Màn hình zin luôn, nhưng mà ép kính rồi nha. Đó, ép kính rồi nha mọi người, có sao bao vậy nha. Con này ép kính luôn. Đó, nói chung thì mọi người nhìn cái viền mọi người không biết được đâu. Chỉ có em nhìn quen thì em biết là cái nào ép kính hay không ép kính thôi. Đó, em có báo sẵn trên live luôn. Mọi người thấy giá hợp lý thì mọi người ủng hộ em. Đó, con nào bên em mày có sao bao vậy à? Samsung A23 pin 5000. Đó, RAM 428, 2.5 triệu. QD5 RAM 628 mọi người. Màn như 90Hz đúng không? Màn 90Hz đúng không? Này. Giá bán là 2.6 triệu, RAM 628 nha. Note 20 Ultra con này 6.850. Con này cái vị nó hơi bị ám xíu. Mà nhìn không thấy đâu, phải cầm máy được mới thấy được. Chắc mọi người đi chơi lễ hết, thật ít người coi quá. A535G. Đây, pin 5000. RAM 828, 4.1 triệu. S10 S21 5G chứ. Đây, 2 SIM. Pin là 4000. RAM 828 luôn. 5.750. Máy đẹp 99.
Note Plus 72 SIM, RAM 12 và 256GB, còn này bản chính hãng nha, giá bán là 6,2 triệu, máy đẹp chính chính luôn. Đó. Còn này là con Tab F7 FE, có bút luôn, này cái bút này hết luôn rồi, nè nó hết nè, nó hết, để đây thì nó không hết, không, để đây không thích, nhưng mà để đây hết, à, cái bút này hết nha, rồi. Tab F7 FE, con này bán giá là 3,9 triệu mọi người, con này hô khách. Còn là bản Wi-Fi. À, cái nguồn lực em tưởng bởi mình cái con này bản Wi-Fi mọi người. Màn hình khá là to. RAM là 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Đó. Giá bán là 3,9 triệu. S21 Plus. Đây, S21 Plus bản 2 SIM. RAM 8/8, chip Snapdragon 888 nha. 6250. Còn Note 20 5,5 triệu mà. RAM 8/8 nha. Đó, bản 2 SIM luôn, có 5G, 5,5 triệu, chip là 865 cộng. Bên mình có ship code không? Dạ có nha. Còn mấy cây đang báo luôn. Ây dạ. 13 Pro Max, con này lưng 2 rồi nè. 13,550,000. Đó. Con này lưng 2, nó lưng 2 luôn, thấy không? Con này lưng 2 nha, 13 Pro Max. Này. 128 quốc tế. Màn hình zin, men zin, lưng 2 rồi, pin 89, 13,550,000. A535G, con này 3,9 triệu mọi người. Con này kính nó hơi xước xíu. 2 SIM chính hãng, pin 5000. iPhone 8 Plus. 8 Plus bản Việt Nam 64GB. Pin 100%. Giá bán là 3,6 triệu. S20, RAM 12/128. Này S20 3, à, con này nó bị đớm này xíu nào không? Nó xíu à, để lột cho người xem. RAM 12/128 nha. Đó, RAM 12/128 nè. Bản 5G. Nó bị chấm này xíu nè. Hơi khó thấy. Giá bán là 3,2 triệu. Z Fold 5 RAM 12/256 bản 2 SIM. Giá bán là 19,8 triệu. Oppo Find 2 Lite mọi người, con này 8,8 triệu nha. Con này thì báo giá thôi, mấy này báo rồi. A24 3,450. S22 8,150. A05 bảo hành 12 tháng nè. Coi là 2,550 nè. A04 12,2 triệu là bảo hành tháng 3 2025. Mấy này chính hãng. Oppo Reno 10 5,850. Đó. S24 Plus 16,8. Này hai con này cũng vậy luôn. Bảo hành tháng 2 2025. Reno 10 Pro 7,250. iPhone X Max con này 2 pin 6,2. Z Fold 4 con này thì 10,8, con này anh lý nè. Redmi Note 12 RAM 8/128 3,6 nha. Rồi. S10e là 2,750, mấy con này báo giá rồi. Con này không có hợp thì 8,8, Apple Find 2 Lite cũng là 8,8 luôn. S22 thì 7,7 triệu, bản 2 SIM. Mấy con này báo giá thôi nha. Redmi Note 12 3,3 triệu. Poco F3 3,9 triệu, RAM 8/256, chip 7870. Oppo A17 RAM 4/64GB 2,250. QD5 2,6 triệu. Reno 7 5G 3,850. Oppo A78 4,250. Oppo A79 5,3 triệu. Z Fold 4 512GB 15,500. À, con này là pin khủng mọi người, pin 20.000. Con này à, con Tab tăng hay Tab gì quên mất tiêu rồi. Pin 20.000 được. RAM 8 256GB 6,3 triệu.
con này trong nước ABS 68 luôn. Renault 11 6950. Con này S 22 7.350 nè. 79 hãng 2 SIM. Redmi 10 1.9 màn hình 90 Hz, RAM 428. Nó 27 Hồng Kông 6350 nha. Oppo Reno 10 5950. Với clip 5 12.200. Oppo Oppo A15s RAM 628 2.2. A24 3.950. A54 5G 5.550. A34 5G 4.450. Bản hai 11 2024. S20 FE 4.750. Báo giá hả mọi người ạ? A52 3.3 RAM 828 nha. A33 5G 3.7. A23 2.950. A13 2.2. Có này mọi người xem máy trực tiếp thì mọi người nhắn tin đó, nhân viên sẽ chép tin nhắn và chụp máy cho người xem. Redmi 12 3.2. S22 Lút 9250 bản Việt Nam chính hãng 256 ghi nha. 13 Pro Max 14.850. 11 Pro máy đẹp 99 7.2. iPhone 11 64 ghi con này sườn 6 ép kính rồi 4.450. iPhone 14 12.750. 13 là 9850 rồi, iPhone 13. iPhone 12 Pro 8.950, còn pin 100% còn 350 nha. 11 Pro Max 7.688.000, pin 100 hay còn 300. S21 Plus 6850 đẹp 99. Con này báo giá thôi. S23 Ultra 16.200 bản Việt Nam. Rồi, hôm nay có như đây không mọi người? Bên em thì sẽ là nghỉ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nha. 2 tháng 5 bên em sẽ làm lại. Bên em thì bảo hành cho người là 3 tháng 1 đã 1. Không bảo hành gây nước cứng đốm màn hình người. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Hoặc trả góp đưa trước 500 nghìn cũng được. Nó máy như 14 triệu. Ví dụ con giáp phone này nè, 10 triệu 8 thì mọi người đưa trước 500 nghìn cũng được. 12 rồi mắt thì đưa trước 500 nghìn cũng được. 11 triệu 850 đó. Mỹ sau mới 14 triệu thì đưa trước 500 nghìn thôi. Hoặc không trả trước cũng được. Và bên em có ship code toàn quốc, mà mọi người trả góp á, là yêu cầu trên 18 tuổi không là xấu là được nha, có căn cước công dân. Rồi trả góp thì phải đến trực tiếp cửa hàng nha, không có làm hồ sơ trả góp online được. Ship code thì cọc máy trên 5 triệu cộng 300, máy trên 5 triệu cộng 500, máy trên 10 triệu cộng 1 triệu. Ship code thì bên em sẽ cho mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng và trước thanh toán rồi đó. Bên em có hô cụ đời mới tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG vẫn hô cụ đời mới hết được nha, máy loại cũng hô luôn. Và mọi người lưu ý nè, em chỉ có một số tài khoản thôi nha. Chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Ngày nào cũng báo 2-3 lần hết rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người là một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha. Rồi bye bye mọi người.